đến thăm em, mùa vui bên biển, nụ hoa muốn biển rung rinh, chào sóng vỗ về. Chào anh, chào anh. Trời ơi, Ngọc Phương ơi, hôm nay làm gì mà em lãng mạn dữ vậy? Đâu có gì đâu anh Huy, tại vì á hồi sáng á anh Huy dặn em á là đi chợ mua rau muống, mà nhìn rau muống thì em nhớ đến bài thơ và bài hát rau muống biển nên đọc vậy thôi à. Nhưng mà anh nghĩ là em đọc thơ quá chừng hay vậy là chắc là cũng có nhiều kỷ niệm với rau muống lắm phải không? Cái đó thì chắc là có đó anh Huy, bởi vì mỗi khi mà nhìn rau muống á thì em lại nhớ đến những bữa cơm sinh viên. Ngày xưa mỗi lần đi học mà ăn cơm với các bạn á, bao giờ cũng có một cái dĩa rau muống, có thể là xào, có thể là luộc và có khi là một tô canh rau muống nữa đó. Vậy thì hôm nay hai anh em chúng ta sẽ cùng vào bếp làm một món ăn trong tích tắc với rau muống, em chịu không? Em đồng ý liền đó anh Huy. Vậy thì Ngọc Hương và anh Huy sẽ cùng vào bếp để chế biến món rau muống xào bóng ruốc. Để chế biến món này chúng ta cần có khoảng 300g rau muống, mắm ruốc, 100g thịt ba rọi, ớt băm, sả băm, tỏi băm, một số gia vị thông dụng, cùng bột ngọt Ajinomoto. Trước hết là chúng ta phải lặt rau muống cho thật sạch. Anh Huy thích ăn cọng nhiều hơn, do đó thì lặt bỏ lá bớt. Mà anh Huy ơi, lúc mà em đi chợ mua rau muống á thì anh Huy dặn em á là phải mua rau muống hột á để mình xào á, thì em không biết là nếu mà mua rau muống thường được không anh? Đúng rồi, rau muống hột khi mà xào thì màu sắc sẽ được xanh và đẹp hơn. Nhưng mà một điều quan trọng nữa là Ngọc Hương nhớ, khi mà nấu cái nước để chúng ta trụng rau muống á thì em phải cho vô một chút xíu muối nè, cho xíu dầu ăn để trụng, thì lúc đó rau muống lại càng tươi xanh hơn nữa. Em sẽ lưu ý điều này. Quý vị khán giả thân mến, khi chọn rau muống cho những món xào thì quý vị lưu ý là chúng ta chọn rau muống hột, và khi trụng sơ rau muống thì nên cho vào nước một ít muối và một ít dầu ăn, như vậy rau muống sẽ được xanh và mướt. Bây giờ anh Huy sẽ cắt rau muống này ra từng đoạn. Dạ. Anh cắt ra làm ba là được rồi, cho qua dĩa luôn. Trong lúc này tôi sẽ lấy thịt ba rọi này và cắt ra cỡ đầu que đũa là được rồi. Mình cắt cỡ nhỏ nhỏ vậy ha anh Huy? Đúng rồi, anh Huy cắt cỡ đầu đũa nhỏ nhỏ để cho thấm gia vị và chúng ta xào lên nó sẽ mau chín. Dạ. Thịt ba rọi anh Huy đã cắt xong, chúng ta chỉ cần nêm nếm gia vị nữa để cho nó thấm. Một muỗng cà phê đường nè Ngọc Hương. Dạ. Một muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Ngọc Hương đảo đều lên giùm anh. Dạ. Và lúc này em thấy nước bắt đầu sôi rồi nè. Dạ. Anh Huy cũng sẽ cho muối vô. Đây, cho muối vô. Tiếp tục cho một chút xíu dầu ăn vô. Dạ. Em á chỉ biết là món rau muống xào tỏi hay là rau muống xào chao. Ngày hôm nay Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả là được học thêm món rau muống xào mắm ruốc. Đúng rồi, thông thường á thì chúng ta có thể là mắm ruốc xào với thịt ba rọi không? Dạ. Nhưng mà hôm nay anh Huy sẽ trụng rau muống rồi xào chung với mắm ruốc, ba rọi. Như vậy thì sẽ khẩu phải chấm mà chúng ta sẽ có món xào là thấm gia vị sẵn vô luôn. Kính thưa quý vị, để xào món rau muống được ngon và chúng ta nhớ lưu ý một điều là khi xào chúng ta để lửa lớn. Đầu tiên là tôi sẽ cho dầu vô. Tiếp theo là phần thịt ba rọi cũng đã thấm rồi, chúng ta xào thịt ba rọi cho ra mỡ một chút xíu. Dạ. Rồi lúc này thịt ba rọi cũng đã thấm gia vị, em xào cho nó săn lại một chút xíu. Dạ. Chúng ta sẽ lần lượt cho vô trong chảo xào này một ít tỏi nè, một ít sả. Tỏi nè, sả. Sả thì rất là thơm và hợp với mắm ruốc. Dạ. Ngọc Hương thường thấy ở nhà mình xào mắm ruốc ăn mình vẫn có xào sả cho nó thơm đúng không? Thịt săn rồi nè anh Huy ơi. Tiếp theo anh Huy sẽ cho khoảng 3 muỗng canh mắm ruốc vô xào chung. Rồi em đảo đều lên cho anh Huy. Và như anh Huy nói lúc nãy thì chúng ta xào lửa lớn ha, và cho cả rau muống vô xào luôn. Và nhanh tay lên. Đây, xóc một chút xíu cho nó đều ra. Rồi, như vậy là xong rồi. Em tắt lửa nha. Tắt lửa ngay. Bây giờ chỉ còn ra dĩa nữa là thưởng thức là xong. Đúng là có mùi đặc trưng của mắm ruốc thiệt đó anh Huy. Ngọc Hương biết không, nếu mà chúng ta thích ăn cay thì Ngọc Hương có thể cho một ít ớt. Dạ. Nhưng mà không biết em ăn cay nhiều lắm hay không, anh cho một chút xíu thôi nha. Dạ. Rồi, đảo đều lên. Rồi, vậy là xong rồi đó. Anh Huy gấp ra dĩa. Màu xanh của rau muống. Rau muống nè, có ớt bằm vô nhìn có màu đỏ rất là đẹp. Ngọc Hương có thấy món này rất là lẹ không? Không phải lẹ mà là tích tắc là có ngay món ăn ngon. Khu
Không biết quý vị khán giả cảm nhận như thế nào, chứ riêng Ngọc Hương thì khi theo dõi đầu bếp Thanh Huy thực hiện món rau muống xào mắm ruốc thì có cảm giác rất là đói bụng đó anh Huy. Mà nhất là cái mùi mắm ruốc nó bốc lên phải không? Dạ. Không để Ngọc Hương chờ lâu nữa, bây giờ anh sẽ mời Ngọc Hương thưởng thức thử. Đây, cho em một miếng rau muống để nhớ lại thời sinh viên. Rau muống hả, giòn rụm luôn, rất thơm và đặc trưng mùi mắm ruốc. Thịt đó thì ngon, đảm bảo món này em ăn chắc tới 4-5 chén cơm đó anh Huy ơi. Một món rất là đơn giản, dễ chế biến, chỉ cần trong tích tắc là chúng ta sẽ có một món rau muống xào ăn rất ngon kèm với cơm. Hy vọng là món này sẽ làm cho bữa cơm của quý vị thêm ngon miệng. Món ngon trong tích tắc. Chương trình Món Ngon Mỗi Ngày luôn luôn mong chờ những ý kiến đóng góp của quý vị khán giả để chương trình mỗi ngày một phong phú và hấp dẫn hơn. Gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Anh Huy ơi, đến giờ thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả rồi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.